Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một tựa game mới. Tựa game này có tên là Võ Lâm Kỳ Hiệp Mobile. Tựa game này sẽ do nhà phát hành Gamota mang đến game thủ Việt Nam chúng ta trong tháng 1 này. Như vậy là trong tháng 1 này sẽ có rất nhiều tựa game hay. Và cái tựa game này cũng là một tựa game mà mình thấy rất là tiềm năng. Cho nên là mình đã quyết định làm cái clip này cho mọi người, để chúng ta hãy thử vào trải nghiệm xem cái hệ thống võ thuật hoành tráng thông qua cái nền đồ họa 3D sống động mang cái phong cách cổ điển của cái tựa game này như thế nào anh em nhé. Nghe nói đây là một cái tựa game có cái phong cách võ thuật thực tế và sử dụng những cái sự thay đổi thời tiết, hệ thống ánh sáng cũng như là bóng tối tân tiến nhất để thể hiện một cái thế giới võ thuật tuyệt vời nhất. Ok, giờ thì chúng ta hãy thử vào game xem. Cái gì đây nhỉ? Mình chưa đồng ý cái này. Server 198 là một server mới ngày hôm nay mới ra mắt ở bên bản Trung Quốc. Mình thấy là cái phần thông báo. Sao mình không vào được nhỉ? Đây, chúng ta có tất cả là 4 môn phái. Thoáng qua thì mình thấy là đồ họa cũng khá là đẹp. Mình cũng không rõ là môn phái này là môn phái gì nữa. Đây là một môn phái cầm thương này. Môn phái này là cầm gì đây? Hai thanh đoản đao này. Mình nghĩ đây là một phái sát thủ. Theo kinh nghiệm chơi game nhập vai của mình, đây là một phái cầm kiếm này. Và cái phái này thì là cầm gì đây? Cũng là một phái cầm kiếm à? Hai phái cầm kiếm, như vậy thì mình sẽ chọn là... Đây, mình chọn phái có cái thanh thương này đi. Hay là chọn cái kiếm này cho nó khác biệt nhỉ? Ok, chọn cái kiếm này đi. Chúng ta sẽ vào luôn game. Không biết là game nó sẽ có cho mình... Như vậy là nó không cho mình đặt tiếng Latin nhỉ? Mình thử đặt không dấu xem. Cũng không được. Như vậy thì mình sẽ tạo bừa một cái nhân vật nào đấy để chúng ta vào game. Tựa game này thì mình thấy nhìn qua thì khá là đẹp. Cho phép ghi âm. Từ chối đi, ghi âm gì. Mấy tựa game bên Trung Quốc này họ hay bắt yêu cầu mình lắm cái quyền lắm anh em. Cũng như là ba tựa game khác thì cái đoạn đầu này vẫn là trải nghiệm các cái nhiệm vụ thôi. Mình vẫn nhỏ tiếng nhạc một chút. Như vậy thì đây không phải là một tựa game 3D. Mình đã thử xoay màn hình xung quanh rồi, nhưng mà mình không thấy nó xoay được gì cả. Như vậy tựa game này là một tựa game 2D anh em ạ. Nó khá giống với cả Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mình mới có được hai chiêu duy nhất. Đây là cái chiêu đánh thường này. Thực ra thì skill thì cũng khá là đẹp. Đây là cái chiêu đầu tiên này. Thực sự lúc đầu thì mình nghĩ là tựa game này là tựa game 3D cơ. Không ngờ là vào trong này nó lại là một tựa game 2D. Cũng có một chút hơi hụt hẫng. Nhưng thôi, chúng ta đã chơi rồi thì chúng ta hãy xem là nó sẽ như thế nào anh em nhé. Về skill thì thấy cũng khá là được. Để mình xem cái phần cài đặt xem là nó có cái phần này. Cài đặt nào không, đồ họa nào không. À đây, mình có một người đồng hành. Là cái cậu bạn mình vừa đánh xong rồi này, thì nó đồng hành luôn qua mình này. Và cái đơn vật đồng hành này thì cũng đánh được các cái chiêu với cả các cái mục tiêu khác. Game thì mình thực ra mình đánh giá là đồ họa tương đối là sắc nét ấy. Nhìn từ những cái cành cây, cái cỏ xung quanh này anh em thấy là nó rất là sắc nét. Ngay cả cái cậu đồng hành đi cùng ấy thì nó cũng có thể đánh được. Anh em nhìn thấy là cậu ấy cũng có thể múa kiếm mà đánh các cái đối phương được cái này. Còn cả có cả cái uống rượu đây này. Cũng khá là đẹp. À nó phóng to thu nhỏ được anh em ạ. Nó không xoay được màn hình nhưng mà lại phóng to thu nhỏ được. Đấy. Đây này, phóng to lên này. À. Thế thì nó không hẳn là 2D hoàn toàn đâu. Nó có thể phóng to thu nhỏ được cho anh em mong muốn. Nhưng mà mình thấy cái tốc độ phóng to thu nhỏ nó không được nhanh lắm thôi. Đây là phần cài đặt này. Như vậy là không có một cái cài đặt 3D. Chúng ta đành phải chơi theo kiểu như thế này thôi. Đây là hệ thống đồng hành nhé. Mình có anh chàng này đầu tiên này. Cậu bé thứ hai là cậu thiếu lâm mà cầm mặt trượng này. Đấy, đứng đây để mình xem cái hệ thống đồng hành này một tí đã. Chưa kịp đứng thì nó đã chuyển cảnh rồi. Như vậy chúng ta không xem được những nhân vật ở dưới. Chúng ta chỉ xem được cái nhân vật đầu tiên và cái nhân vật thứ hai. Khi nào mà kích hoạt được cái nhân vật thứ hai thì mình mới có thể xem được cái nhân vật thứ ba anh em. Đây chúng ta dùng cái này, chúng ta dùng cái viên này để chúng ta tăng này. Mình nghĩ là tầm 29 viên thì nó có thể kích hoạt được lên cái nhân vật thứ hai này. Đây là phần hành trang này. À, con cá gì này, cá mập với cá voi. Thank you.
Đây là phần như kiểu giao lưu với cả các cái nhân vật khác. Vừa rồi mình nghĩ là Kiều Phong thấy có vẻ có bầu rượu với cả Hàng Long Thập Bát Trưởng quay xung quanh. Cái này là hệ thống biến thân này. Chúng ta sẽ biến thân thành cái thằng khổng lồ có bao nhiêu kiếm đằng sau này. Mình thì thực sự thì mình không quen là chơi mấy tựa game 2D lắm anh em. Kiểu cảm giác ấy nó hơi bị gò bó cái tay của mình ấy. Mình không thể di chuyển các cái hướng được. Nên cả võ, ngay cả Võ Lâm Truyền Kỳ bản PC cũng là bản mobile ngày trước cũng thế, mình cũng chỉ chơi kiểu qua loa thôi. Vì các cái game 2D thực sự là mình thấy nó cứ bị gò bó mình. Ít nhất thì nó là 2,5D như kiểu Tân Thiên Long ấy. Bên Thiên Long Bát Bộ ấy thì mình còn thấy mình còn cảm giác là mình chơi nó không bị cứng. Ok. Clip này thì mình dừng ở đây thôi. Và hy vọng rằng là anh em sẽ có một cái nhìn tổng thể về cái tựa game này tên là gì nhỉ? Võ Lâm Đại Hiệp. Võ Lâm gì? Võ Lâm Kỳ Hiệp Mobile do nhà phát hành Gamota sẽ gửi đến chúng ta trong tháng 1 này. Thực ra nếu nói về đồ họa thì mình thấy nó cũng đẹp chứ không phải không, bởi vì đây anh em nhìn đây này. Nó khá là sắc nét. Chỉ có điều là có lẽ là nó không hợp gu với mình thôi. Ok, một lần nữa cảm ơn tất cả các anh em và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau.